quân đội Ukraine đến nay đã phá hủy 1/3 hạm đội biển đen của Nga, theo báo cáo từ Hải quân Ukraine ngày 6 tháng 3. Thông tin trên được đài Radio Liberty trích dẫn từ người phát ngôn của Hải quân Ukraine Dmytro Plitanchuk tại cuộc họp giao ban ngày 6 tháng 3. Ông Plitanchuk nói, số lượng tàu bị ảnh hưởng là 27, bao gồm tàu ngầm, trong đó 14 tàu là những tàu tương đối có giá trị thuộc nhiều lớp khác nhau. Chúng bao gồm tàu đổ bộ cỡ lớn, tàu mang tên lửa, tàu ngầm và tàu tuần tra. Theo dữ liệu của chúng tôi, 15 chiếc vẫn bị hư hỏng và đang được sửa chữa, nghĩa là trong tổng số khoảng 80 chiếc, 1/3 đã bị phá hủy và một số lượng lớn bị hư hại. Tuy nhiên, theo ông Plitanchuk, các tàu Nga vẫn hiện diện đáng kể ở Biển Đen, trong đó có 10 tàu sân bay tên lửa, 3 tàu ngầm, 2 tàu mang tên lửa và một số tàu tuần tra. Ông Plitanchuk nghĩ, điều này có nghĩa là sức mạnh của họ vẫn khá lớn, cũng như số lượng tàu vẫn nhiều. Vẫn còn những tàu đổ bộ lớn trong hàng ngũ, hạm đội Biển Đen của Nga, tổng cộng 5 chiếc. Cùng ngày 6 tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga thông báo cuộc đọ sức giữa xe tăng T-72, B-3 và xe thiết giáp do Mỹ cung cấp xảy ra cách thành phố Adiiva của Ukraine không xa. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận quân đội nước này phá hủy thêm một xe tăng M1 Abrams do Mỹ gửi đến Ukraine ở vùng Donbass. Phía Nga cho biết chiếc xe tăng đã bị tổ lái T-72B3 hạ gục chỉ bằng một phát đạn. Theo đài RT, đây là xe M1 Abrams thứ 3 mà Nga hạ gục trong những ngày gần đây. Lần đầu tiên xe tăng Abrams xuất hiện ở mặt trận Donbass là vào cuối tháng 2, vài tháng sau khi các quan chức Mỹ cho biết tất cả 31 xe tăng Mỹ cam kết cung cấp cho Ukraine đã đến nước này. Trong khi đó, tại thành phố Odessa của Ukraine, một tên lửa Nga đã rơi cách đoàn xe chở Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis chỉ 500m khi đoàn xe đến thành phố cả ngày hôm 6 tháng 3. Thủ tướng Hy Lạp Mitsotakis kể rằng trong chuyến thăm, còi báo động vang lên và họ nghe thấy một vụ nổ lớn khi đang tiến về phía ô tô của mình. Ông Mitsotakis mô tả khoảnh khắc xảy ra vụ oanh tạc là dữ dội. Ông Mitsotakis kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu đến Ukraine để hiểu rõ hơn về tác động của cuộc xung đột. Về phía Nga, Moscow tuyên bố đã tấn công tên lửa vào kho chứa máy bay không người lái ở khu vực cảng thương mại tại Odessa, đó là nơi các phương tiện này đang được chuẩn bị cho lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng.